Sửa đi sửa lại bao nhiêu năm nay là đến giờ người dân đi lại là rất khó khăn, một hai là tai nạn rất nhiều. Có rất nhiều ổ gà, nó sẽ nâng con lên, con sợ nếu tay con không giữ chắc bố hoặc mẹ thì có thể bị ngã. Năm nào có vào một vài người chết và bị thương thì quá nhiều luôn. Chúng tôi kê để như là làm cái hai làn đường ấy, một đường cho ô tô, một đường cho xe máy, không là chúng tôi không kê thì giờ ô tô nó đi tận mặt sắt cửa nhà ấy, tai nạn giao thông càng nhiều. Thế bây giờ thì dành riêng cho xe máy đi trong vỉa hè cho nó dễ đi, chưa nó đỡ về tai nạn. Con đường này là nó từ có dự án từ năm 2006, không được tái định cư thì dân không giao đất mặt bằng cho, thì bây giờ con đường cứ dậm chân tại chỗ là 14 năm rồi, bây giờ chưa hoàn thành. Mà bây giờ mỗi năm là bao nhiêu xe công tơ lơ, một ngày là hàng nghìn công tơ lơ đi lại. Trời mưa gà hố sâu, xe không đi được, xe con thì đặt đi vào trong làng, trong xóm, tắc hết cả trong làng, trong xóm rồi. Bây giờ là công đây, cứ nhìn đây này, các đồng chí cứ nhìn xem đoạn đường này, công dài dằng dặc, nối đuôi nhau. Thế làm sao mà đoạn đường này nó chả như thế này? À, đôi khi con định sang đường ấy, thì xe đột ngột, nó đi quá, nó sẽ hút được chúng con. Và nhưng mà những chiếc xe công tơ nó này cao, thì xe không nhìn thấy con và có thể hút làm con bị thương. Phố keo này có 650 mét thôi, nhưng mà lý do mà chưa thông tuyến được là trong đó có cái việc mà chậm trễ trong cái công tác giải phóng mặt bằng. Hiện nay còn 23 phương án là các hộ dân người ta chưa nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng. Người ta kiến nghị đề nghị là phải được xem xét tình tái cư. Những hộ mà bị thu hồi hết diện tích hoặc là diện tích còn lại sau thu hồi mà không đủ điều kiện và trên địa bàn xã không còn một thửa đất nào thì mới được xem xét tái định cư. Chúng tôi được biết rằng là cái giao dịch mà thị trường ngoài ấy, thì giá 1 m² ở đất ở đây các hộ đang giao dịch là khoảng độ 65-70 triệu một mét vuông, mà cái giá mà nhà nước đang đền bù hỗ trợ đây là 12.650.000 mét vuông. Mặc dù các hộ đã được tuyên truyền giải thích rồi nhưng người ta vẫn chưa chịu thống nhất với cái phương án mà xã với cả huyện chúng ta thống nhất. Mong muốn của chính quyền địa phương đó là sự vào cuộc của các ban ngành chức năng liên quan để làm sao đối với thứ nhất là cái đoạn phố keo chúng tôi được thông thoáng, và thứ hai là làm sao đẩy nhanh cái việc mà giải quyết những kiến nghị của nhân dân để đáp ứng được kiến nghị của nhân dân, sau đó là thông được tuyến thì chúng tôi thực hiện cái việc mà giải phóng mặt bằng để nâng cấp quốc lộ này thì đảm bảo được cái việc giao thông.